Dạ em kiếm được tháng này là 1 tỷ một tháng à? Không mấy mình stop qua thử. Làm vậy sai trái không? Nhưng mà mình phải làm sao để mình tiếp cận được bả á. Chị đang làm giám đốc marketing cho một công ty xuất nhập khẩu tên là... Đừng nghĩ chị đang flexing nha. Quên đồ nè. Quên cái tính xạo của chị á. Bán nè đúng không? Thôi, bớt nóng, bớt nóng. Cái gì vậy? Anh nặng nha. Ôi. Từ từ đi. Trời ơi. Rách lá nè. Trời đất ơi. Chồng cậu khen kia. Hiếu Liên hả? Ôi, nó cái gì vậy? Con này nó chọc tao khùng nè.